trà xong chưa? Chưa, mình đau bụng lắm. Thế bảo không? Lúc rồi. Thế bảo uống nhiệt thương em không chịu cơ. Không phải chỉ không uống được sữa chua. Bây giờ phải có cái gì ăn. Mà không còn phải sữa chua, nó giống như kẹo ấy. Thì chỉ ăn được. Rồi, đây em cho ăn cái này. Sao ở thế ạ? Cái gì đây? Trời chị, ui, ra ra làm kia đi rồi chị ra đấy. Ui. Chị ăn một lâu kẹo nào? Một cái kẹo cái này á, luôn á, là hết vi khuẩn. Ui, cái mồm nó rộng thế này luôn. Ồ, hay là chị em mình ra kia ăn đi. Ôi. Mẹ quá đi mất rồi. Chị không uống được sữa chua cơ. Chị ăn mà, chị cứ ăn một viên chiên chip cái là chị hết à, là chị hết đau bụng ngay. Ờ nhở, đây là kẹo dẻo lợi khuẩn đấy. Ồ, nếu mà là kẹo thì dễ ăn đúng không? Không giống như à, mẹ chị à, cứ bắt là nấu canh, nấu các cái món mát cho chị nhưng chị không ăn được. Ồ, ăn tạm cái này vậy, cảm ơn siêu nhân nhá. Cảm ơn siêu nhân bé nhỏ của chị. Chú Si đáng yêu lắm ý. Nào để chị xé ra nhá, hai chị em mình cùng ăn nhá. Thảo nào em không bao giờ bị như chị. Chị đã không hiểu. Thôi thôi, đừng bỏ ra nó bẩn. Ờ, ra tay, ra tay. Ui, tay em bẩn đấy. À, em mới đứng ở kia nghịch vào lá đúng không? Quân, nó lại còn nhiều màu nữa này. Có nhiều màu thế. Bàn thỏ này. Ờ, bàn thỏ này. Bàn chim này, cá ngựa này. Tất cả các bạn này sẽ làm cho mình hết bị đau bụng lắm. À, bàn cá sấu này. Béo yếu quá. Ăn thử xem ngon không nhá. Ok, bàn thỏ. Ừ, ngon thế. Hết đau bụng chưa? Ừ, chắc là tối chị không đau bụng nữa. Đúng rồi, thế này tốt. Bạn thỏ chú, chú, chú. Bạn thỏ như nào nhỉ, kêu như nào? Bít rồi, bít rồi, bít rồi, bít rồi. Em ngon quá. Em đang nhai bạn thỏ. Không nhận, ngon thật đấy. Nhìn cái bạn này mồm rộng chưa? Ngọc quá, ăn hết luôn. Nhận. Ngon thế. Chị ăn một can. Con nào con nhận con chị tổ. Khủng lắm cổ dài. Đâu, đây gọi là khủng lắm ăn cỏ. Ngon nhỉ? Chị hết bị thức, mình khó chịu ấy. Chả hết rồi. Ồ, đây, tốt rồi đấy. Ồ, cũng thế này à, có khi tí nữa chị lại. Đi được á. Ồ, cũng ngon ạ. Cũng ngon của già đấy, chị đố em biết nó ăn cái gì? Quả. Đúng rồi, ăn quả đây. Đây là bạn đố này. Bạn đố thì thích làm gì? Ăn gì? Bạn gấu á, thử cho em một ong. Ngon chứ. Cái này em mua ở đâu ấy, mai chị bảo mẹ mua. Cái này em mua ở đâu, mai chị bảo mẹ chị mua cho. Chị cây. Ở chị cây à? Ừ, thế bây giờ đi về đi. Về chị bảo mẹ chị cho tiền hai chị về em ra đấy mua nhá. Mua. À mà thôi, mẹ chị bảo cho chị gói này đi. Xong chút chị mua gói mới chị để cho nhá. Ừ, để nhà chị đi, còn chỗ đây. Chị em mình ăn chỗ này. Ra mua gói mới trả em luôn, còn chị ăn gói cũ nhá. Ui, em sẽ ăn cả sư tử của nó. Ừ, cưng ạ. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.